Vâng ạ, đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm Nhâm Dần. Cơ sở đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng xin giới thiệu đến quý khách một tác phẩm mới. Đó chính là một chiếc lồng chim mi Khảm Ốc cao cấp. Chất liệu nguyên liệu làm bằng tre lứa Việt Nam. Kích thước cao 79cm, rộng 36cm. Cơ sở sản xuất đồ gỗ trang trọng chuyên nhận khảm lồng chim, phục vụ các bác có nhu cầu sưu tầm những lồng khảm độc đáo sang trọng. Lồng mi trên được khảm cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông, hay còn tên gọi khảm tùng cúc trúc mai, biểu tượng của bốn đức tính cao quý của người trượng phu quân tử, mang lại may mắn tài lộc cho người chơi. Sản phẩm được nghệ nhân tại cơ sở đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề dành cả tâm huyết chọn lựa mẫu và nguyên liệu để khảm sắc nét từng chi tiết, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mong được gieo duyên phục vụ quý khách có nhu cầu sưu tầm lồng chim Khảm Ốc độc đáo đẳng cấp này. Cảnh mùa xuân hoa mai tượng trưng cho người hào hoa phong nhã nhưng cứng rắn và quật cường, minh chứng cho điều này thể hiện ở sức sống mãnh liệt khi chống chọi với gió rét mùa đông. Hoa mai hoa đào đơm hoa kết nụ khoe sắc thắm lồng. Khi mùa xuân đến, mùa hạ cây trúc quanh năm xanh tốt, đốt trúc ngay thẳng từ khi mới mọc. Cây trúc tượng trưng cho sự chính trực, hiên ngang, ngay thẳng của người quân tử. Mùa thu hoa cúc biểu tượng của sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Theo phong thủy, hoa cúc mang đến sự bình dị, êm đềm. Ngoài ra, hoa cúc còn mang đến sự may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Mùa đông, cây tùng tượng trưng cho sự vĩnh cửu và trường tồn. Cây tùng có thể sinh trưởng và phát triển trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có thể sống nơi khô cằn. Vì vậy, thể hiện khí chất hiên ngang, quân tử, may mắn, tài lộc. Đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng xin kính chào quý khách. Hẹn gặp lại quý khách ở những video sản phẩm mới của cơ sở tiếp theo. Rất mong được gieo duyên cùng quý khách. Hotline nghệ nhân 034-22-22-399, website khảmtrai.vn và website khảmoc.vn. Quý khách hãy bấm nút đăng ký kênh của đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng bên dưới để theo dõi những sản phẩm mới được up lên thường xuyên. Thank you very much.